Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nói chuyện với Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, thông tin về kết quả nổi bật kinh tế xã hội Vĩnh Phúc năm 2022 và sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành phấn khởi cho không khí đầm ấm của những ngày đầu năm mới, chuẩn bị đón xuân Quý Mão 2023, được gặp mặt thông tin đến các hội viên câu lạc bộ hưu trí về thành tựu tự hào của tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhất là đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, xung đột Nga-Ukraine, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đã tác động rất lớn đến nền kinh tế có độ mở cao như tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù những khó khăn tác động đến Vĩnh Phúc là chưa có tiền lệ, thế nhưng trong gian khó càng thấy rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đó là tập trung cao độ triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bổn phận của cán bộ thực thi nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là điểm nghẽn lớn nhất là trong tư duy, nhận thức của các cấp các ngành. Năm 2022, Vĩnh Phúc đạt được những thành tựu tự hào, tăng trưởng kinh tế đạt 9,54%, cao nhất trong gần 10 năm trở lại đây, nằm trong top 15 tỉnh có quy mô nền kinh tế cao nhất cả nước, thu nhập bình quân đầu người trong top 10 cả nước. Thu ngân sách đạt dấu mốc mới trên 40.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Điều đáng nói là thu từ sản xuất lên đến trên 80%, khẳng định sự bền vững trong thu ngân sách của Vĩnh Phúc. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành mong muốn các hội viên câu lạc bộ hưu trí tỉnh tiếp tục đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần để Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tổ hưu trí huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2022. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị đóng quân canh phòng. Quý 4 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đóng quân canh phòng, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn khu vực đóng quân cũng như trên địa bàn tỉnh. Công tác thông báo, trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tình hình khí hậu, thời tiết, thủy văn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và địa phương. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, trọng tâm phương án ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chủ động huấn luyện, luyện tập, diễn tập thành thạo các phương án, chuẩn bị đầy đủ về người, phương tiện, vật chất, trang bị cho từng phương án, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16 về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và quyết liệt triển khai thực hiện. Đến nay đã có 11 trên 22 chỉ tiêu đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025, trong đó chỉ tiêu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã vượt mục tiêu đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Đến giải quyết các thủ tục liên quan chia tách và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bình Xuyên, chị Nguyễn Thị Thúy ở thị trấn Đạo Đức rất hài lòng với thái độ làm việc của đội ngũ trực tại đây. Thủ tục nhanh chóng giúp bản thân chị sớm lấy được giấy tờ cần thiết để hoàn thiện các hồ sơ vay vốn phát triển kinh tế của gia đình. Bản thân tôi đến đây để làm các thủ tục để cấp đổi quyền sử dụng đất thì tôi thấy thái độ phục vụ của tất cả các phòng ban từ phòng một cửa cho đến phòng giám đốc cũng như là các nhân viên ở đây nói chung là rất nhiệt tình. Những năm trước, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh còn chậm.
Nguyên nhân là do nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất rất phức tạp. Tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích trái phép, không sử dụng đất, chuyển nhượng đất mà không làm thủ tục theo quy định, tranh chấp đất ở nhiều địa phương diễn biến phức tạp, trong khi các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai còn một số bất cập, không đồng bộ, thay đổi qua từng thời kỳ. Do đó, áp dụng căn cứ pháp luật để giải quyết vụ việc giữa các ngành liên quan không đồng nhất. Khắc phục những khó khăn trên, mỗi cán bộ, đảng viên, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, năm 2022, toàn tỉnh đã cấp được gần 59.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt chỉ tiêu, thường trực tỉnh ủy giao, đồng thời hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu nghị quyết 12-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch số 96-2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 97,07%. Cán bộ là phải tự sắp xếp cái thời gian rồi thì công việc hợp lý để mục tiêu là phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và cái hồ sơ đã tiếp nhận, đảm bảo giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy nhận quyền đất cho người dân đạt được tiến độ và đảm bảo cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm điều kiện pháp lý cho người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật đất đai. Hiện nay, huyện Lập Thạch đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nạo vét các thủy vực bảo vệ môi trường, theo nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hồ Đình nằm ở thôn Sen Hồ, xã Thái Hòa có diện tích gần 2 hectare. Đây là nơi tập trung nước thải của gần 400 người dân sinh sống quanh khu vực. Tuy nhiên, do không được nạo vét thường xuyên, khiến khu vực này trở nên ô nhiễm nặng nề, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa đã cho triển khai nạo vét khu vực hồ theo nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việc nạo vét, cải tạo kịp thời sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm cũng như tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Để được thực hiện nghị quyết 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì xã Thái Hòa là cũng được đầu tư nạo vét thủy vực đối với cái hồ này. Thế cũng từ đó là hiện tại Thái Hòa đang triển khai thi công. Thời gian thi công thì đơn vị thi công này cũng triển khai rất là nhanh. Hiện tại là cũng thi công cũng đã gần xong rồi. Không chỉ Thái Hòa, hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn huyện Lập Thạch đang tích cực cho nạo vét các thủy vực, tiếp nhận nước thải tại khu dân cư. Các thủy vực đang triển khai nạo vét đều đã được tổ chức khảo sát, lấy mẫu, đánh giá, đáp ứng tiêu chí theo quy định. Trên địa bàn này thì chúng tôi có hai cái vị trí hồ. Một là cái vị trí hồ Cầu Vấp thuộc đơn vị thôn Vinh Hoa, và hai là cái vị trí hồ Cầu Cận thuộc đơn vị thôn Nứa. Về tiến độ thi công thì các cái hạng mục nạo vét cũng cơ bản là xong. Đúng như vậy. Còn cái hồ Cầu Cận thì cũng địa phương chủ tư cũng đang tiếp tục đôn đốc cái đơn vị thi công. Đặc biệt để việc triển khai nạo vét được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong quá trình thi công, việc giám sát yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm theo thiết kế kỹ thuật, phương án thi công được phê duyệt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch. Công ty chúng tôi cũng đang cam kết với chủ đầu tư là sẽ thực hiện theo đúng hợp đồng và đúng kỹ thuật triển khai toàn diện về cái chương trình nạo vét hồ thủy vực này ạ. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án nạo vét cải tạo thủy vực theo nghị quyết 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Lập Thạch tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn tăng cường đánh giá đối với các thủy vực chưa được lấy mẫu để lập và phê duyệt dự án triển khai theo quy định. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư để triển khai có hiệu quả việc cải tạo, nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.